Xin chào các bạn, mình là Tính đây. Chào mừng các bạn trở lại kênh Thuật Học Hay Vlog. Hôm nay thì mình xin chia sẻ tới các bạn cái series về hướng dẫn các bạn làm video trên YouTube. Ở cái video đầu tiên này, mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách để kiếm hàng chục lượt sub một ngày bằng cách các bạn đi tương tác với người ta uy tín và các bạn không phải lo về vi phạm cái nguyên tắc của YouTube. Và các bạn không phải lo là các bạn bị những cái sub ảo mà bị tụt sub. Thì cái này rất là đơn giản, các bạn chỉ cần đi tìm tới một cái người bạn nào đó, các bạn đó đã tương tác với các bạn. Giả sử như mình lấy cái bạn Awi này nhá, mình sẽ kích vào cái trang của bạn đó. Đó, giả sử như là một cái người mà đi tương tác với bạn hoặc là một ai đó comment với bạn. Giả sử như các bạn này, các bạn chỉ cần ấn vào cái trang cá nhân người ta và sau đó các bạn kéo xuống ở dưới cái mục này, các bạn có thể thấy rất là nhiều người comment. Đây có 394 lượt nhận xét đây. Đó, các bạn chỉ cần chuột phải và mở liên kết trong tab mới. Những cái ai mà các bạn thấy tên mới này, các bạn lại mở liên kết trong tab mới đây. Đó. Thì các bạn cứ mở này tầm chục cái tab đi. Đó, thì máy mình yếu thôi thì mình cứ mở bằng này cái tab, còn các bạn có thể mở chục hơn chục cái tab. Sau đó các bạn vào cái kênh của người ta, những cái người mới đó các bạn đi tương tác. Thì các bạn kích vào đây. Đó, cái này cũng các bạn cũng kích vào. Thế với cái cách của mình, các bạn có thể một ngày các bạn kiếm hàng trăm lượt sub một ngày mà các bạn không phải lo là bị hủy sub nhé. Bởi vì những cái bạn này cũng rất là... Bởi vì cái bạn này người ta cũng rất là cần cái lượt đi tương tác nha các bạn. Vì vậy các bạn có thể tương tác với người ta để người ta tương tác lại mình. Thì mình rất là thường hay làm theo cách này để tăng sub. Tuy nhiên thì mình để tăng dần dần thôi, chứ mình không có để tăng nhiều. Bởi vì cái lịch video ra của mình là một ngày hai cái video, cho nên mình không có đủ thời gian để mình đi kiếm sub nữa cơ. Có ngày mình không đi tìm kiếm nữa. Thì các bạn chỉ cần điền đây là chào bạn Hiền, mình đến chơi nhà bạn. Tặng bạn đầy đủ 4 bước, mong bạn qua nhà mình chơi. Đó, như vậy là đã được một người rồi. Đó, thì các bạn có thể lấy cái dòng này sao chép. Đó, thì các bạn điền vào như này, xong các bạn ấn like cho người ta, ấn đăng ký cho người ta, có thể các bạn ấn thêm chuông nữa. Đó, sau khi các bạn đã đăng ký và đã like cho người ta rồi, các bạn cứ để xem tầm 3 phút đi, hoặc là hết cái video này đi. Như vậy thì cái lượt comment của các bạn không bị spam nhé. Như vậy cái người chủ này người ta sẽ đọc được cái lượt comment của các bạn và người ta sẽ sang nhà bạn để tương tác với các bạn nha. Tiếp theo đó thì các bạn lại sang bên này. Thì cái mạng mình hơi yếu một chút, nó hơi bị lag. Sau đó các bạn paste sang đây này. Tuy nhiên mình lưu ý ở đây là tuy nhiên nhé, các bạn nên cách ở đây ra và viết là cái tên của người ta NSHSKD Vlog. Đó, sau đó các bạn ấn nhận xét này. Tại vì sao các bạn phải ghi cái tên người ta? Bởi vì như vậy cái lượt comment của các bạn mới không bị spam nhé. YouTube nó rất là kỵ cái việc là paste dán comment nha các bạn. Nếu mà các bạn paste dán comment quá 3 lần thì các bạn sẽ bị liệt kê vào spam nhé, liệt kê cái lượt comment này và spam nhé. Vì vậy các bạn phải thêm cái dòng tên của người ta như này. Vì như vậy thì người ta cái lượt comment của bạn vừa không bị spam, cái lượt sub của các bạn không bị spam,
cả cái người người ta chủ kênh người ta vẫn đọc được cái comment của các bạn này đó. Sau đó các bạn xem video cho người ta tầm 3-4 phút gì đấy. Lại tới lượt cái bạn này. Đó thì các bạn là máy các bạn khỏe, các bạn paste dán paste dán paste dán chỉ điền cái tên người ta này, một ngày các bạn cũng phải kiếm được hàng trăm lượt sub ấy chứ, nói gì mấy chục lượt tên. Tô cái đâu đó, sau đó các bạn lại chuyển sang cái kênh. Tài khoản đã bị chấm dứt do chúng tôi nhận được quyền quay lại bảo quyền tự do liên quan. Cái kênh này người ta bị đấy rồi. Kênh này là kênh của bạn nào đây nhỉ? Kênh này Kenpo hay sao này? Ở đây sao này? Không phải. Đó. Đó mình lại vào cái video này. Đó thì các bạn cứ biết dán như vậy thôi, chỉ cần điền cái tên của người ta thôi, như vậy vào là xong. Đó mình vừa mới đấy thì mình đã được bốn bốn người rồi đấy, mà các bạn không phải lo là bị lượt đấy ảo nhé, không phải lo là sắp ảo, người ta tới người ta còn like cho bạn này, vừa like vừa share cái video của bạn cho bạn nữa cơ, còn comment cho bạn nữa. Cái này rất là đảm bảo và an toàn nữa cơ. Ok. Set. Đó. Được rồi, đây là cái video mà mình chia sẻ tới các bạn. Vì vậy thì mình cũng không có làm cái video này dài hơn nữa. Chứ bây giờ mình mà mình đi sắp hết cái lượt của bạn này 300 mấy chục người thì khi mà các bạn tối giản đi thì ít ra thì các bạn cũng được tầm 250 tới 300 sắp. Nếu mà các bạn đi comment hết tất cả các bạn mới này đấy thì cứ cho là bị trừ mất 100 người ấy. Thì còn 250 người sắp cho bạn rồi, 250 người comment cho bạn rồi còn gì nữa đúng không ạ? Thì một ngày thì các bạn cứ pết dán pết dán pết dán như vậy thì có khi các bạn phải lên được mấy trăm người ấy. Rồi ok, thì cái video mình chia sẻ đây thôi. Nếu các bạn thấy hay mà bổ ích thì nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.